dậy cho bỏ ghét, ngủ nó mới sướng. Em về nha chị. Chào em. Ủa, anh chưa về ạ? Anh Trung này. Dạ. Anh vào thu dọn mọi thứ gọn gàng giúp tôi. Dạ, tôi đi có ít việc. Dạ tôi. Đang ở đâu vậy? Tại sao em gọi anh hoài mà không được? Anh bỏ quên máy. Mới mở ra mới thấy số của em rồi. Anh đang làm gì vậy? Em gọi cho anh có gì không? Cũng không có gì quan trọng lắm. Anh đang đi tiếp khách. Muộn thế mà vẫn phải tiếp khách hả anh? Bộ khách VIP à? Đây là đối tác của anh. Cũng gần như VIP. Em... Alo? Alo? Tâm tính của con người lại có thể thay đổi nhanh thế hả ông ba? Trên đời này không có tình cảm nào là vĩnh cửu. Phải chăng chỉ tồn tại lại những giây phút vĩnh cửu của tình yêu? Cháu đã đặt hết niềm tin vào người ta, để rồi bây giờ cháu hối hận. Cuộc đời của cháu chỉ toàn những trắc trở. Con người ai cũng phải trải qua mọi cung bậc của cuộc sống. Hãy vững tin lên cháu à. Chắc số phận của cháu đã như thế này rồi, và cháu sẽ phải chịu đựng những điều này mãi thôi. Mọi thứ đắng chát rồi sẽ trôi qua, dư vị ngọt ngào thì còn tồn động lại mãi. Ông chưa thấy có thứ nước uống nào
có thể thay thế được trà đó cháu à. Hình như những gì mà cháu đang nói với ông á, ông chẳng hề để tâm. Lắng nghe người khác nói là những gì nên làm. Cháu nên tập lắng nghe, cháu sẽ thấy được vị ngọt của trà. Thôi, vô đây uống trà với ông ha. Dạ, mời anh dùng trà. Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi. Đi. Em dẫn con dẫn anh nha. Anh xin lỗi, anh không muốn nhắc tới chuyện gia đình của anh. Bố anh nghĩ em nhỏ như em vậy sao? Em còn bao nhiêu việc phải lo cho quán, chứ em đâu có rảnh rỗi như ai đó mà có thời gian đi chơi. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua nha. Thôi khỏi, cảm ơn. Cái đó để dành cho khách VIP của anh đi. Khách hàng của anh mà em, anh cũng đâu có vui vẻ gì đâu khi phải tiếp với họ. Anh đi về đi. Sếp cư xử lạ gì? Anh cũng nhìn thấy thái độ của em hay sao? Còn anh, có bao giờ anh tự hỏi anh câu đó hay chưa? Thì có gì em cứ nói thẳng với anh đi. Anh là người trong cuộc, anh biết anh đã làm gì và anh sẽ tiếp tục như thế nào. Em có nói cũng bằng thường. Coi em, em cư xử như vậy không giống em chút nào hết. Em là vậy đó. Nếu như anh chịu không nổi thì anh đi tìm gặp khách VIP của anh đi. Cháu muốn chết quá ông bà ơi. Cái đó thì dễ, chứ sống thì lại quá khó. Cháu thấy mình chẳng còn sinh khí để làm gì cả. Mọi thứ đã sụp đổ hết rồi. Gia đình, bạn bè, tình yêu. Cháu tập thiền đi. Ngồi thiền để làm quen với cái tâm. Muốn bình an đối với mọi sự tồi tệ đến với mình thì trước tiên tâm phải tỉnh, sau đó cháu sẽ thấy nhẹ nhõm. Vậy ông dạy cháu nhé. Ông dạy cháu. Nếp sống của các vị thiền sư liên quan đến trà. Khi lắng nghe tiếng nước róc rách trong ấm, họ thanh tịnh nhĩ căn. Khi nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ,
trong chén trà thơm tho, họ thanh tịnh khẩu vị và thiệt căng.